Ngoại giao cập nhật thông tin về vụ nhóm người Việt tử vong ở Thái Lan. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 18 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã cung cấp thêm thông tin liên quan đến vụ việc 6 người Việt, trong đó có 4 công dân Việt Nam được phát hiện tử vong ở Bangkok vào ngày 16 tháng 7, theo báo điện tử chính phủ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo Bộ Ngoại giao phối hợp với phía Thái Lan điều tra làm rõ vụ việc, thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam và yêu cầu Bộ Công an phối hợp điều tra theo đề nghị từ phía Thái Lan, sớm xác minh nhân thân của các nạn nhân, đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan theo dõi sát vụ việc, kịp thời báo cáo diễn biến điều tra, triển khai công tác bảo hộ công dân, thăm hỏi, giúp đỡ và hướng dẫn người nhà, triển khai các công tác hậu sự theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Ngoại giao đã cung cấp thông tin về vụ việc cho các cơ quan chức năng của Bộ Công an để triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã và đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của Thái Lan để cập nhật tình hình, hỗ trợ công tác điều tra và đề nghị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Bộ Ngoại giao Thái Lan cung cấp thông tin về diễn biến vụ việc, tạo điều kiện để Đại sứ quán triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng giữ liên lạc liên tục với cơ quan chức năng của Thái Lan để hỗ trợ hướng dẫn gia đình các nạn nhân làm thủ tục hậu sự khi được phép. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua mất mát này. Việt Nam đề nghị Thái Lan cung cấp thông tin diễn biến vụ 6 người thiệt mạng. Theo báo Việt Nam Plus, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Thái Lan hỗ trợ công tác điều tra vụ 6 người thiệt mạng và bảo hộ công dân. Chiều ngày 18 tháng 7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cung cấp thông tin thêm về vụ việc 6 người, trong đó có 4 người quốc tịch Việt Nam bị thiệt mạng trong một khách sạn ở Bangkok, Thái Lan tối ngày 16 tháng 7 năm 2024 vừa qua, cũng như những công việc tiếp theo mà Bộ Ngoại giao sẽ làm trong công tác bảo hộ công dân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, liên quan đến vụ việc này, Bộ Ngoại giao đã thường xuyên cập nhật thông tin. Và như chúng tôi đã thông tin, các cơ quan chức năng Thái Lan cho biết 4 trong 6 người tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Irawan, quận Ba Thầm Quan, Bangkok, Thái Lan, tối ngày 16 tháng 7 là công dân Việt Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin về việc này, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với phía Thái Lan điều tra, làm rõ vụ việc, thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân Việt Nam và yêu cầu Bộ Công an phối hợp điều tra theo đề nghị của phía Thái Lan, sớm xác minh nhân thân của các nạn nhân, đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan theo dõi sát vụ việc, kịp thời báo cáo diễn biến điều tra, triển khai công tác bảo hộ công dân, thăm hỏi, hướng dẫn hỗ trợ người nhà nạn nhân các thủ tục liên quan về hậu sự theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Ngoại giao đã cung cấp thông tin về vụ việc cho các cơ quan chức năng của Bộ Công an để triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Thái Lan để cập nhật tình hình, hỗ trợ công tác điều tra và đề nghị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Bộ Ngoại giao Thái Lan cung cấp thông tin về diễn biến vụ việc và tạo điều kiện để Đại sứ quán Việt Nam triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng giữ liên hệ liên tục với các cơ quan chức năng của Thái Lan để kịp thời hướng dẫn gia đình các nạn nhân các thủ tục hậu sự khi được phép. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua thời khắc mất mát to lớn này. Chi tiết diễn biến hoạt động của 6 người Việt ở Thái Lan trước khi tử vong. Ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam liên quan đến vụ việc 6 người gồm 4 công dân Việt Nam, 2 người gốc Việt tử vong tại khách sạn ở Bangkok, Thái Lan. Cảnh sát Bangkok đã ra thông báo tường thuật chi tiết diễn biến hoạt động của 6 người khi đến khách sạn Grand Hyatt Erawan tại Ratchaprasan, trung tâm Bangkok. Nhân viên khách sạn cho biết ngày 14 tháng 7, bà Serin Chong nhận phòng số 502 tại khách sạn Grand Hyatt Erawan. 5 người khác đến thăm phòng 502 nhưng quay về phòng của họ trên tầng 7 vào buổi tối. Vào lúc 11 giờ 42 phút ngày 15 tháng 7, ông Đặng Văn Hùng đặt đồ ăn và 6 tách trà từ phòng của ông ở tầng 7. Khoảng 13 giờ 51 phút đến 13 giờ 57 phút,
ông Trần Đình Phú gọi thêm món cơm chiên và yêu cầu giao tới vào lúc 14 giờ. 13 giờ 51 phút đến 13 giờ 57 phút, nhân viên khách sạn mang đồ ăn đến phòng 502. Bà Serin Trong là người duy nhất có mặt trong phòng vào thời điểm đó. 14 giờ 03 phút, bà Nguyễn Thị Phượng kéo vali vào phòng. 14 giờ 04 phút, ông Phạm Thanh Hồng, chồng bà Nguyễn Thị Phượng vào phòng. 14 giờ 08 phút, ông Đặng Văn Hùng bước vào phòng. 14 giờ 12 đến 14 giờ 13 phút, cả 6 người đều đến phòng 502, trong đó có Trần Đình Phú, 14 giờ 17 phút. Cả 6 người đứng trước cửa phòng rồi đi vào phòng, không có dấu hiệu hoạt động nào trước cửa phòng kể từ thời điểm này. 16 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 7, cảnh sát tìm thấy thi thể 6 người sau khi nhận được tin báo. Sau đó cảnh sát đã khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và thẩm vấn hơn 10 nhân chứng có liên quan, gồm cả người thân của các nạn nhân. Họ cũng đã kiểm tra 8 kiện hành lý. Cảnh sát nêu rõ nguyên nhân là do mâu thuẫn nợ nần và một trong 6 nạn nhân chính là người đã đầu độc 5 người còn lại. Chiều ngày 17 tháng 7, Viện Pháp Y Chula đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi, khẳng định 6 người được phát hiện tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan là do ngộ độc chất cyanide, cyanua gây ngạt cấp tính. Báo cáo xác nhận cả 6 người đã tử vong khoảng 12 đến 24 giờ trước khi được phát hiện. Để đi đến kết luận về nguyên nhân tử vong, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm mẫu máu, nước tiểu và thủy tinh thể, cũng như chụp CT các lớp để tìm dấu hiệu bị hành hung. Tiến sĩ Konkiat Songpai Sansin, bác sĩ pháp y thuộc khoa y học của trường đại học Chulalongkorn cho biết, khám nghiệm tử thi 6 nạn nhân có dấu hiệu thiếu không khí, môi tím sậm, sắc mặt đặc biệt, móng tay tím sậm. Tại lớp sàng lọc, phát hiện cyanua. Tuy nhiên, vẫn cần phải để kết quả xét nghiệm máu để xác nhận nồng độ hoặc lượng cyanua cũng như phát hiện các chất độc khác. Thái Lan công bố kết quả giám định pháp y vụ người Việt tử vong ở Thái Lan. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bangkok, chiều 17 tháng 7, Viện Pháp Y Chula đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi, khẳng định 6 người nước ngoài được phát hiện tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan là do ngộ độc chất cyanide, cyanua gây ngạt cấp tính. Báo cáo cho biết, tổng cộng 6 thi thể đã được tiếp nhận, gồm 3 nữ và 3 nam, cả 6 thi thể đều đã được xác định, danh tính và quốc tịch. Trong đó, có 4 người quốc tịch Việt Nam và 2 người quốc tịch Mỹ. Báo cáo xác nhận cả 6 người đã tử vong khoảng 12 đến 24 giờ trước khi được phát hiện. Để đi đến kết luận về nguyên nhân tử vong, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm mẫu máu, nước tiểu và thủy tinh thể, cũng như chụp CT cắt lớp để tìm dấu hiệu bị hành hung. Tiến sĩ Konkiat Vong Pai Sansin, bác sĩ pháp y thuộc khoa y học của trường đại học Chulalongkorn cho biết, khám nghiệm tử thi 6 nạn nhân có dấu hiệu thiếu không khí, môi tím sẫm, sắc mặt đặc biệt, móng tay tím sậm, tại lớp sàng lọc phát hiện cyanua. Tuy nhiên, vẫn cần phải đợi kết quả xét nghiệm máu để xác nhận nồng độ hoặc lượng cyanua cũng như phát hiện các chất độc khác. Theo các chuyên gia y tế, những người ăn uống phải cyanua sẽ tử vong nhanh chóng do ngạt thở, co giật do thiếu oxy lên não, gây ra tình trạng thiếu oxy cấp tính. Bằng chứng thực nghiệm hiện nay cho thấy cyanua là nguyên nhân gây tử vong. Trong cuộc họp báo trước đó cùng ngày, cảnh sát Thái Lan cũng cho biết đã tìm thấy cyanua trong toàn bộ các tách cà phê tại hiện trường, đồng thời nhấn mạnh khả năng một trong 6 người tử vong là thủ phạm. Thiếu tướng Nopasin Pusawat, phó chỉ huy cảnh sát thủ đô Bangkok thông báo rằng, qua kiểm tra hình ảnh camera giám sát, xác nhận chỉ có 6 người nói trên ra vào hiện trường tại phòng số 502 của khách sạn Grand Hyatt Erawan. Theo cảnh sát, 6 người này đi du lịch Thái Lan trong thời gian từ ngày 4 đến 12 tháng 7. Trong số này có một cặp vợ chồng đến từ thành phố Hồ Chí Minh nhưng không nhận phòng khách sạn cùng một thời điểm. Lần cuối cùng các nạn nhân được nhìn thấy còn sống là khi nhân viên khách sạn phục vụ đồ ăn tới phòng 502 vào lúc 13:57 ngày 15 tháng 7. Qua thẩm vấn, các nhân viên này khai báo khi vào trong phòng chỉ gặp một phụ nữ quốc tịch Mỹ là người nhận thức ăn và đồ uống. Một nhân viên khách sạn muốn giúp người phụ nữ này pha trà hoặc cà phê nhưng người này từ chối và cho biết sẽ tự pha. Khi các nhân viên khách sạn rời khỏi phòng, chỉ còn lại một mình người phụ nữ này ở trong phòng. Hình ảnh camera ghi lại trong khoảng thời gian từ 14:03 phút đến 14:17 cho thấy có thêm 5 người kéo vali vào phòng. Sau đó, không có ai ra khỏi phòng nữa. Như vậy, tất cả 6 nạn nhân đều có mặt trong phòng 502 vào lúc 14:17 phút và sau đó không ai đi ra ngoài. Theo ông Nopasin, vụ án này là vấn đề cá nhân của 6 cá nhân, không liên quan đến băng nhóm tội phạm ở Thái Lan. Xuất phát từ những chứng cứ tại hiện trường, cùng với thông tin thu được về việc bà Serin Chong, quốc tịch Mỹ, có khoản nợ cặp vợ chồng người Việt Nam, cảnh sát nghi ngờ đây chính là người đã đầu độc những người còn lại. Cảnh sát cũng cho biết, người thứ 7 được cho là đã đặt phòng với các nạn nhân là chị em gái của một trong những nạn nhân đã tới Thái Lan vào ngày 4 tháng 7.
Tuy nhiên, người này đã xuất cảnh và trở lại Việt Nam vào ngày 10 tháng 7 và không liên quan đến vụ việc trên.